Xin chào các em. Tiếp tục về chủ đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các em rèn kỹ năng những bài toán rút gọn cần thiết của các tỉnh nha em. Ngày hôm nay các em làm với khoảng 14 tỉnh nha. Là dạng chủ đề về căn thức, theo thầy nghĩ là rất là đơn giản và nó dễ lắm nha. Lúc nào cũng thấy thầy thấy có một cái câu đơn giản có thể dùng máy tính được nha. Cái câu thứ hai thì thường thường về quy đồng nha. Mà muốn quy đồng được thì các em phải phân tích thành nhân tử tốt. À, muốn phân tích thành nhân tử tốt thì các em có thể vào danh sách phát chọn toán tuyển sinh á em, chủ đề về các phân tích thành nhân tử về căn thức đầy đủ luôn, không có sót cái dạng nào luôn nha. Đó, em học tốt điều đó thì em rút gọn bài rút gọn căn thức thứ hai em sẽ làm được ok liền nha các em nha. Vậy thì em quan sát vào đề tôi sẽ hướng dẫn các em. Câu số 1 của Hà Tĩnh nha các em, có hai câu về căn thức nhưng mà nó khá là đơn giản và cũng khá là dễ nha các em nha. Em coi quan sát này. Đây là hai căn đơn giản. Cái bài này có nghĩa là cho điểm các em á nha. Tại vì sao? Tại vì cho điểm là các em, có nghĩa là các em có thể dùng máy tính để xử lý được nha. 5/2 không thể hai căn đơn giản vậy. 18 nè, nghe là thầy không dùng máy tính nè, thì chia số nguyên tố là 18 thì chia cho 2 là 9, 9 là 3 bình phương. Vậy thì căn 3 bình mang ngoài 3, vậy còn là 2 bên trong, vậy là trừ 3 căn 2. Thấy chưa? Còn hôm rồi các em cứ cầm máy tính bấm thoải mái, bấm căn 18, lập tức tôi cho em đáp số là 3 căn 2 liền nha. 5 căn 2 mà trừ đi 3 căn 2, 5 trừ 3 thì bằng 2, đúng không? Còn 2 căn 2. Nhưng mà có một cái điều là thầy nhắc làm, có rất nhiều em cầm nguyên cái máy, lấy máy tính nguyên nhận, nguyên cái này vô máy tính nó ra 2 căn 2, các em sẽ không có một miếng điểm nào hết. Nhớ nha, bấm thì bấm từng cái á mới được nha. Rồi câu B, câu rút gọn căn cơ bản ha. Đây thì đã cho điều kiện rồi, các em không cần đến điều kiện nữa ha. Và thì ở đây phép cộng chỉ có con đường duy nhất là quy đồng thôi, mà muốn quy đồng phải tìm mẫu thức chung, mà muốn mẫu thì mẫu thức chung thì phân tích mẫu thành nhân tử, hai cái mẫu này không thể phân tích thành nhân tử được. Và thì thầy lấy mẫu chung cùng quy đồng thôi nè, mẫu chung này các bạn nha, mẫu chung hai này đều riêng hết, thì mẫu chung là căn x nhân cho 3 trừ căn x, thấy chưa? Quy đồng nè, cầm mẫu này chia mẫu này cho nhau, chia đi cầm này chia này mất này đi, còn 3 trừ căn x nhân lên 1 là 3 trừ căn x. Tiếp tục, cầm mẫu này, chia mẫu này, các em này, hai này giống nhau, mất đi, em hiểu mất đi, còn căn x nhân lên 1, ok là căn x. Mình học vào chia thì nhân nghịch đảo, đúng không? 3 trừ căn x, chia cho 1 thì đâu cần ghi các em, ha. Rồi sau đó các em bằng này, trừ căn x, cộng căn x, thế, trên đường còn 3. Như mẫu này, hai này giống nhau này, này, đơn giản này mất, dưới còn căn x, đây chính là rút gọn cuối cùng, xong rồi đó. Nha. Câu 2 nha. Câu 2 này là của tỉnh Quảng Trị nhé các em. Rồi. Vậy trước tiên các em có hai câu thôi, câu này gọi là câu cho điểm đúng không? Giống như bên kia đúng không? Đó, câu này là quy đồng đây, đúng gọn đây. Căn 27 các em. Tôi không cần máy tính nha. 27 tôi chia cho 3, chia số nguyên tố nha. 27 chia 3 9, 9 là 3 bình, đúng không? 3 bình nhân 3, căn 3 bình nhân 3 các mang ngoài bằng 3 căn 3. Nha. Còn các em cứ bấm máy tính thoải mái không vấn đề gì hết nha. Tôi biết chắc các em bấm máy tính rồi thì đúng khi nào em nhận 12. 12 thì chia cho 2 nè, được 6 nè, chia 2 được 3 nè, chia 3 được 1, 2 bình nhân 3, căn 2 bình nhân 3 thì em biết rồi đó, căn 2 bình mang ngoài 2, vậy là 2 căn 3, đúng không? Trừ 2 căn 3, 3 căn 3 mà trừ 2 căn 3 thì bằng 1 căn 3, ghi 1 căn 3, ghi căn 3 thôi, ta hiểu rồi nha các em nha. Đó, xong. Câu B. Câu B thầy thấy rất nhiều em làm điều này nè. Quy đồng. Mẫu chung là căn A cộng 2. Đúng không? Rất nhiều em làm điều này. Các em để ý nè, A trừ 4. Vậy cho bản thân rồi, đúng không? Các phân tích thành nhân tử thường gặp trong bài toán rút gọn căn thức. Các em nhìn thấy A trừ 4 thì em phải biết là A trừ 4 là gì? A trừ 4 chính là căn A bình trừ 2 bình. Vậy tách ra bằng gì? Bằng căn A cộng 2 nhân căn A trừ 2. Thấy không? Tách ra giống mẫu không? Đơn giản mất mẫu khỏi phải quy đồng. Được chưa? Đó, vậy thì các em rút gọn này nè, không cần quy đồng. Tách này ra, A trừ 4 tách ra bằng A cộng B là căn A cộng 2 nhân căn A trừ 2 chia cho căn A cộng 2. Được chưa? Căn A này biết lại nè, hai này đơn giản mất. Còn dấu trừ nhá. Dấu trừ nhân ra đây, biến thành trừ căn A. Dấu trừ nhân ra đây, trừ nhân trừ, biến thành cộng 2. Ok, căn A trừ căn A hết. Đáp số cuối cùng bài toán này bằng 2. Xong bài toán. Các em quan sát vô câu số 3 nha, của tỉnh Sơn La. Cái bài đó là tìm điều kiện thôi. Các
nha. Các em học là muốn tìm được điều kiện của biểu thức chứa căn rất là đơn giản. Căn A mình muốn tồn tại có nghĩa thì trong căn phải không âm, đúng không? Vậy thì điều kiện biểu thức này rất là đơn giản, trong căn không âm là thôi nha. Vậy thì thầy sẽ ghi ngoặc nhọn đây nè, ngoặc nhọn nha, chứ không phải được ngoặc vuông nha. Tìm điều kiện nha, nhớ đó, bắt buộc thế phải lớn bằng không, nó không nằm dưới mẫu thì đừng có không có xét giá trị khác không nha. Cần trong căn trên tử thì trong căn phải không âm thôi đó. Rồi các em nghe nè, em chuyển vế qua cộng, chuyển qua là trừ một, trừ hai, các em chuyển qua là dương hai. Và cái cuối cùng này, các em lấy điều kiện cuối cùng nè đó. Có nhiều em tới đây là không biết tới cái nào mà các em nhìn đến bảng này, nhìn đây, các em không biết làm thì chỉ cho một cách làm cực nhanh. Nếu mà có hai cái dấu nè, dấu lớn với dấu lớn, em nhớ nè, lớn với lớn lấy số lớn, bé với bé lấy số bé, còn lớn với bé, vừa dấu lớn vừa dấu bé thì lấy luôn lớn và bé luôn, nhưng mà phải có thỏa cái nằm ở giữa không nha. Vậy thì dấu lớn với dấu lớn kiếm số nào lớn mình sẽ chọn. Vậy trong hai số, số 2 lớn hơn số âm 1, vậy thì mình sẽ chọn x lớn hơn hoặc bằng 2. Xong cho nó nhanh nha. Còn các em chính xác em phải làm như vậy, các em nhìn bảng nè, nhìn lên đây, em còn nhớ trục số là gì không, là chương trình lớp 8 nha. Rồi ở đây có hai số nè, âm 1 và số tiếp theo là số 2. Điều kiện lớn hơn hoặc bằng âm 1, nhỏ hơn mình sẽ bỏ đi. Lớp 8 nè, điều diễn nghiệm trục số, đúng không? Cái này em phải nhớ nha, sau này sang lớp 10 nó rất là nhiều nữa, mà nghiệm nó phức tạp đó nha. Rồi lớn hơn bằng 2, nhỏ hơn 2 thì bỏ đi. Vậy nghiệm nó nằm trong khoảng từ đấy này nè, đó, từ đây về đây nè, lấy nghiệm từ đấy này nè. Tại sao bỏ âm 1 đi là như vậy đó nha. Đó, vậy nghiệm từ đây về đây có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 2. Xong rồi nha. Câu B, câu tiếp theo là của tỉnh Tây Ninh nha. Câu này thật sự câu này quá dễ, câu này cho điểm các em, đúng không? Này căn A bình phương mang ngoài bằng A, này lớn không hết rồi. Căn 2 bình mang ngoài bằng 2, căn 7 bình mang ngoài bằng 7 đó. Căn 3 bình mang ngoài bằng 3, dấu trừ viết lại các em, 2 cộng 7 bằng 9, 9 trừ cho 3, ok bằng 6 ha. Còn cái này nè, này em bấm máy tính được không? Được, nhưng với điều kiện phải bấm từng cái ha. Còn ở đây thầy nhập không ạ? Đó, 4 căn 5 20 thầy nhập ạ, 20 chia 2 được 10, 10 chia 2 được 5, 2 bình thứ 5, mang ngoài 2 căn 5 nha. Đó, thầy nhập xuống nguyên tố cho nhanh. Rồi, 45 chia 5 được 9, 9 là 3 bình phương. Căn 3 bình mang ngoài 3 mà, đúng không? Vậy là 3 căn 5. Đó, còn các em không nhập như thầy, cứ bấm đi, bấm từng cái cho thầy, thoải mái, không sao hết. 4 căn 5 cộng 2 căn 5 là 6 căn 5, 6 mà trừ đi 3 thì còn 3 căn 5 thêm. Đó, đây là đề của Quảng Bình ha. Một câu dễ nha, câu này gọi là câu cho điểm học sinh đó, chống liền nghe câu này. Rồi cái câu này quy đồng rồi. Vậy thì nhưng mà trước em để ý vô, em để ý bài này, tai nạn của cái em bài này là gì? Có rất nhiều em lấy hàng này nhân lại tìm mẫu thức chung quy đồng là các em tự làm khổ các em nha. Tới đây mà các em nhìn là a trừ hai căn a cộng một mà em không biết gì là coi như em xong rồi nha. Ở trong bài học hệ thống về căn thức á, thầy đã dạy cái phần rèn cái này rất nhiều luôn, có ít nhất 2 video để nói về điều này luôn. Nha, các em chỉ cần học những các phần tích thành nhân tử thường gặp trong bài toán căn thức là các em làm được thoải mái nha. Ở đây không có thời gian để nhắc lại nữa, nhìn ở đây biết nè, a chính là căn a bình trừ hai căn a nhân một cộng một, đây là bình phương một chiều các em, đây là hàng căn thức các em, gom vô đúng chưa? Dễ mẫu di gian vậy hả? Không, đơn giản đi, nhẹ nhàng đúng chưa? A căn a có gì chung? Có căn a chung, đặt ra ngoài còn căn a cộng một hơn căn a. Thôi cho thấy đơn giản thôi, đó là chơi muốn hai đơn giản muốn một thì còn muốn một, còn căn a trừ một đúng không? Đó rồi, hai này đơn giản mất, còn cộng căn a cộng một, một căn a cộng một căn a thì các em bằng hai căn a trừ một cộng một hết rồi. Phải cho điều kiện rồi nha, phải cho điều kiện rồi, mình không cần đến điều kiện. Nếu đề bài chưa cho điều kiện các em phải lấy điều kiện nha, nó phải tìm được điều kiện như vậy nha. Đó, tỉnh Nghệ An các em nha, cũng là một câu dễ, câu này quy đồng hơi phức tạp chút xíu thôi nhưng mà cũng không phải là quá khó các em nha. Các em khai căn 81 này, căn 81 là số 9 phương, 81 9 phương 9 bình đúng không, mang ngoài 9. Căn 36 mang ngoài bằng 6, căn 49 mang ngoài bằng 7 đúng không, 9 trừ 6 bằng 3, 3 trừ 7 ok bằng âm 4 xong nha. Ok theo sai dấu để chỉnh lại.
9 ra ngoài 7 các em. 9 trừ 6 bằng 3, 3 cộng 7. Ok, đáp số bằng 10 nha. Rồi cái bài này câu B này, câu cuối cùng câu B ha. Thật sự câu B này cũng dễ mà. Rồi, em nhìn hai cái mẫu này nè. Ở đây cộng trừ chắc anh là phải quy đồng rồi. Và em nhìn trên sách là hai cái mẫu này không thể phân tích thành nhân tử được. Thì vì thế mình lấy mẫu phức chung mình quy đồng luôn nha. Mình đứng nhìn đây. Có thể quy đồng nè. Có quy đồng rất là nhanh nha. Đó, mẫu chung nè. Hai này riêng hết em. Lấy hai này nhận này. Là căn x nhân căn x trừ 1. Chào mẫu này nha. Chia mẫu này. Chấm nhầm mắt. Đó, còn căn x nhân lên 1. Căn x cho nó nhanh. Chấm này chia này. Mất căn x đi. Còn căn x trừ 1. Nhân lên âm 1. Nhớ nhân cho âm 1 thì phải đổi dấu. Biến thành trừ căn x. Cộng 1. Rồi các em quan sát nè. X căn x. Rồi căn x ra ngoài được nha. Thì còn căn x trừ 1 các em. Nhìn thấy không? Giống nè. Oh, wow, chắc anh là đơn giản được rồi. Cái này cho 2022 là thủ tục thôi. Rồi, các em đơn giản này. Này này, mất các em. Căn x trừ căn x, hết. Số 1 biết ngay. Hai này đơn giản. Mất, dưới còn 2022. Xong rồi rồi. Yeah. Rồi, các em quan sát đến câu số 7 của tỉnh Quảng Ninh nha các em. Cũng là câu đầu là câu dễ. Nha. Đó, câu sau là cuối cùng căn thức này. Nhưng mà thật sự rất là đơn giản các em. Hai căn chính đúng không? Căn chính các em mang ngoài bằng 3, đúng không? 3 x 2 bằng 6. Nha. Đó, căn 4 thì mang ngoài bằng 2. Mà 6 trừ 2 thì đáp số bằng 4. Rất đơn giản đúng không? Cho điểm. Nha. Đó. Rồi ở đây chủ yếu là cuối cùng câu B này, điều kiện nó cho rồi lớn bằng 0, x lớn bằng 0, x cắt 1 nha. Không cần lấy điều kiện nữa. Vậy thì ở đây là trong ngoài nha, cộng quy đồng thôi. Hai mẫu này không khả năng phân tích thành nhân tử được. Vậy thì mình sẽ tìm mẫu phức chung mình quy đồng luôn ha. Phức chung của nó là gì? Phức chung này chính là tích hai này nhân lại, không phân tích được cứ nhân lại cho tôi. Đó. Rồi. Cầm mẫu này, chia mẫu này các em. Cầm này chia này mất này. Thấy không? Còn căn x cộng 1 nhân lên 1 là căn x cộng 1. Dạ, cầm này chia này mất căn x cộng 1 đi này. À, còn căn x trừ 1 nhân lên 1. Nhân cho dương 1 thì không sao hết, viết lại thôi. Nhưng mà nhân cho âm 1 thì các em nhớ phải đổi dấu nha. Chia thì nhân nghịch đảo lên, trời ơi, nghịch đảo lên x trừ 1. Chia 2 bằng. Cuối gọn các em. 1 căn x cộng 1 căn x, 2 căn x các em. 1 trừ 1 hết. A trừ B nhân A cộng B. Ok, đây chính là hạng thức này này. A trừ B nhân A cộng B bằng A bình trừ B bình. Bằng căn x bình lên bằng x trừ B bình, 1 bình lên bằng 1. Wow, đẹp trai chưa? Quá trời đẹp luôn nè, không? Đơn giản các em. Mất 22 check xét. Mất hai này mất, hai này mất. Còn này 1 căn x xong rồi đó. Dạ, cực kỳ đơn giản đúng không? Rồi, câu số 8 là của tỉnh Hải Phòng nha. Ok. 50 xài căn thôi các em. Nha, 50 xài căn được mà 16 nhân 5 đúng không? Mang ngoài 4 căn 5. Nha, để cũng gọi nha, thầy viết đây luôn nha các bạn. Viết viết được không? 4 căn 5. 4 căn 5. À, căn 20 các em có quyền bấm máy tính thoải mái nha, nhưng bấm từ trái về trái mới được điểm nha. Em mình đặt rõ ha. Rồi, 20 thì 2 mình nhân 3 mang ngoài 2 căn 5, đúng không? 2 nhân 3 bằng 6 trừ 6 căn 5. Cộng căn 5 các em. Chia cho căn 5 các em. Nha. Rồi, đây sẽ bằng nha. Này, 4 căn 5 đây cộng 1 là 5 căn 5 rồi trừ với trừ 6 còn âm 1 căn 5. Âm 1 căn 5 chia cho căn 5 đáp số bằng 1. Đây là lúc gọn cuối cùng của nó. Nha. Đó. Đi sơ câu B này các em. Các em mà nhớ lời của thầy á, các học các phân tích thành nhân tử của thầy là vô nhìn câu B nào. 1 phút. Nha. Nè, tới đây có nhiều em dạy dột thấy hai này muốn chung quy đồng dạy dột nha. X trừ 2 căn x cộng 1 là hàng đẳng thức. Đây chính là bình phương 1 nhiều. Đây là căn x trừ 1 tất cả bình. Chia căn x trừ 1. Nha. X căn x, trời ơi, có chung căn x là căn x ra ngoài, còn căn x cộng 1. Bình căn x cộng 1. Nè các em, mũ 2 đơn giản mũ 1 thì còn mũ 1. 2 này đơn giản hết, còn cộng căn x. Đúng chưa? Ok, mà bài này cho xấu quá. Đúng không?
nghĩa là hai ngày sau cho mất đi thứ hai nhưng cho giúp trừ là hai thì cho giúp cộng giờ quá và đáp số bằng 2 căn x trừ đi 1. Ok. Ok, mình sang đến câu 9 nha. Câu 9 của tỉnh Lạng Sơn có 3 câu ha. Hai câu nhưng mà đây có 2 ý. À, câu đầu tiên là câu cho điểm các em nè. À, căn 81 là cái này khai căn bình thường đúng không? À, ai không làm được thì cứ làm máy tính nha. Chỉ có câu này làm máy tính thôi. Căn 81 mang bằng 9 nha. Căn 16 mang bằng 4. Đáp số bằng 5. Ok. Còn câu này các em bấm máy tính thì sẽ không bao giờ có đáp án được nha. Em học rồi. Căn A bình phương mang ngoài giá trị tuyệt đối của A. Đó, nhớ không? Còn ai làm nhanh hơn đó, ai giỏi hơn thì có thể bỏ bước này, làm tới bước này được luôn nè. Hai cộng căn 11 là lớn hơn 0 đúng không? Là căn A bình phương mang ngoài bằng A nếu A lớn hơn bằng 0, đúng không? Này lớn bằng 0, này 2 cộng căn 1 lớn 0 rồi. Đó, thì thế này, bằng 2 cộng căn 11. Rồi trừ căn 11 thì biết nào. Căn 11 trừ căn 11 hết, đáp số bằng 2. Xong rồi. Nha. Rồi câu B yêu cầu rút gọn câu B ha. Mà câu B nó còn nè, nó có một ý thôi. Đúng không? Yêu cầu rút gọn ha. Rồi. À, điều kiện này đã cho rồi nha. Đó, với A lớn không A có 1 rồi. Vậy thì em nhìn nè, bài này nha. Em nhìn có phải không? Tất cả những cái câu này em để ý toàn là trong hệ thống phân tích hành nhân tử thường gặp tôi đã dạy các em á nha. Đó, vậy thì các em bảo nè. Ở đây công trừ chỉ có con đường quy đồng thôi các em. Mà muốn ghi đầu phải phân tích mẫu thành nhân tử. Ở đây cái bài này có khả năng chỗ này phân tích thành nhân tử được. Hạn chế nha. Khi nào lấy mức trung ương, khi các mẫu các em không thể phân tích thành nhân tử được thì lấy mức trung ương nha. Nhưng mà cái mẫu này có khả năng phân tích thành nhân tử được nè. À, em thấy phân tích ra nó sẽ liên quan cái này nè. Này nhìn nè. A trừ căn A đặt căn A ra ngoài thì còn căn A trừ 1. Rồi. Nhân cho 2 căn A chia cho căn A cộng 2. Rồi bằng. Rồi. Rồi em nhìn nè, phải lấy một chung được quy đồng là mấy đứa nhìn lên bảng nè. Nhìn ra. Nha. Giống nhau nè, thấy không? Lập tức chung và riêng. Nha, chung, lấy cái chung, một cái một thôi. Chung lấy một cái thôi. Riêng căn A, lấy căn A. Đó, rồi quy đồng nè. Cầm mẫu này nè. Chia mẫu này các em. Mất này đi. Còn căn A nhân lên 1, bằng căn A. Thấy chưa? Cầm mẫu này, chia mẫu này. Trời ơi, hai này giống nhau, chia nhau 1. Đúng không? Hai này giống nhau chưa nhau mất. À, còn trên tử căn 2 biết là nhô cộng 2. Wow, quá trời đẹp trai luôn. Đó, căn A cộng 2. Đúng không? Nè, em nhìn nè. Hai này giống nhau. Em nhân nè. Hai này đơn giản. Mất. Căn A, đơn giản căn A mất. Vậy còn gì? Còn 2 và cái này thôi. Và đáp số cuối cùng. 2 phần căn A trừ 1. Đây là vòng cuối cùng. Nhạc em. Đó, nha. Rồi, ở câu số 10 của Ninh Bình có một câu tranh thức này, mà nó dễ nha. Còn mới tính bấm được luôn các em nha. Đó, căn 24 nhưng mà thầy nhầm nè. 24 là 6 x 4 24 đúng không? 2 bình nhân 6 mang ngoài bằng 2 căn 6. Nha, 2 căn 6. Rồi, cộng cho 54. 9 x 6 54. Vậy là 3 bình nhân 6 mang ngoài 3 căn 6 đúng không? 3 x 2 bằng 6 căn 6. 2 căn 6 cộng 6 căn 6 bằng 8 căn 6 các em. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo câu 11 là của tỉnh Điện Biên cũng có một câu một ạ. Nha, một câu mà câu dễ hơn câu trên. Trời ơi, số khai căn nhìn thấy luôn nha. Rồi căn 9 các em mang ngoài bằng 3 các em, căn 4 mang ngoài bằng 2 các em. Đúng chưa? Cái này là đây, còn 1. Vậy này 20 23. Rồi câu cho điểm nữa. Đúng chưa? Đó. Rồi đến câu tiếp theo. Câu 12 phải không? Câu 12 của tỉnh Thừa Thiên Huế nha, có 3 câu. Câu 12 của tỉnh Thừa Thiên Huế là câu đầu tiên nè. Câu A là tìm điều kiện để biểu thức này có nghĩa nè. Vậy thì để ghi đây điều kiện nha. Điều kiện trong căn rất là đơn giản, không âm thôi. Vậy thì tương đương x lớn hơn hoặc bằng 3. Xong rồi. Nha, dễ không? Cực kỳ đơn giản luôn. Rồi câu B nè. Nhân cho các em nhân như này. Căn 8 nhân căn 2 bằng căn 16. Căn 16 mang ngoài bằng 4 nè. Bây giờ. Rồi căn 2 nhân căn 3 ok bằng căn 6. Cộng căn 6. Trừ căn 6 chứ các em. Đúng không? Những trừ mà dương nhiên âm rồi. Rồi còn đây là cộng căn 6 các em. Trời ơi, hai này mất nè. Đáp số cuối cùng bằng mấy rồi? 4. Xong bài. Rồi các em quan sát câu 12 nha. Nghe nè.
Tôi nói chuyện. Câu 12 nha. Rồi câu 12C. Rồi, em quan sát này, yêu cầu rút gọn kiến thức này ha. Em nhìn quan sát này, mẫu này, mẫu này phân tích thành nhân tử được, x căn x là căn x ra ngoài được. X trừ 1 hàng đẳng thức nữa nè, này căn x cộng 1 đi căn x trừ 1. Đơn giản được cái tự này luôn. Vậy thì các em đừng có vội vàng lấy hai này quy đầu nha. Rồi, đặt căn x ra ngoài cho thầy nè. Thì còn căn x cộng 1 cộng căn x á, chính xác là còn 1 cộng căn x đúng không? 1 cộng căn x chính là căn x cộng 1, nó giống nhau. Rồi, căn x trừ 1 thì viết lại nè. Tách ra, x là căn x bình, 1 là 1 bình. Tách ra là bằng A cộng B nhân A trừ B. Wow. Này đơn giản như thế này nha mấy đứa. X là căn x trên căn x đúng không? Hay là căn x bình phương, đúng không? Căn x bình phương mà chia căn x thì trên còn căn x. Giới này xét ngược lại luôn, 1 cộng căn x chính là căn x cộng 1 nè. Rồi, hai này đơn giản mất nè. Vậy hai này đơn giản mất nè các em. Thì trên tử còn số 1. Giới là căn x cộng 1. Trời ơi, trời. Đẹp như mơ, nó cùng một mẫu luôn, giữ mẫu cộng tử lại với nhau luôn. Căn x cộng 1, trên là căn x cộng 1. Căn x cộng 1 chia căn x cộng 1, đáp số bằng 1. Dễ thôi. Em quan sát ra câu số 13 ha. Để bộ Thái Bình, nó có 3 câu ha. Điều kiện người ta cho rồi ha. Đầu tiên người ta yêu cầu mình rút gọn, mình rút gọn trước đi. À, phép trừ trong đây chắc anh phải quy đồng rồi, đúng không? Rồi, quy đồng ra chắc anh nó liên quan này sẽ đơn giản được cái mẫu này đi nè. Đó, và tự luôn ha. Vậy thì cách làm như thế này, em quan sát nè. Hai mẫu này không có khả năng phân tích thành nhân tử được em. Không khả năng ha. Vậy thì phải nói chung quy đồng luôn ha. Đó, nói chung nè. Nói chung mà nó chính là 3 trừ căn x nhân cho 3 cộng căn x nha em. Rồi, cầm mẫu này chia mẫu này em nè, mất đây cho nhanh. Còn 3 cộng căn x nhân lên 1 là 3 cộng căn x. Cầm này chia này các em. Rồi, mất này đi. Còn 3 trừ căn x, 3 trừ căn x nhưng mà nhân dấu trừ nha. Nhân dấu trừ phải đổi dấu. 3 trừ căn x thì biến thành trừ 3 cộng căn x. Nhân dấu trừ 1 mà phải đổi dấu ha. Đây là 3 cộng căn x chia căn x cho em. Đó, em bằng nha. Và thầy cũng còn nè. Hai này đơn giản mất này em. Hai này đơn giản mất ha. Cái mẫu này còn 3 trừ căn x. Trên tử thầy cũng còn nè. 3 trừ 3 hết. 1 căn x cộng 1 căn x bằng 2 căn x. Rồi, hai này đơn giản mất rồi nè. Vậy trên tử còn 1 nha. Vậy thì rút gọn này, đây này rút gọn lần này nữa, và đáp số bằng 2 phần gì nha, hai này mất rồi ha, còn 2 nhân 1 bằng 2 dưới là 3 trừ căn x. Đó, đây là câu ý đầu tiên là câu A nha các em. Giờ thầy nói câu B nè. Câu B người ta nói là gì? Tính A tại x bằng 4 thì thấy x 4 thôi, cái câu này vẫn cho điểm các em nha. Ta x bằng 4 suy ra A bằng 2 phần 3 trừ căn 4 mang ngoài bằng 2. Đúng không? Căn 4 nè. Đó, mang ngoài bằng 2. 3 trừ 2 bằng 1. 2 trừ 1 bằng 2. Xong. Câu C. Chủ yếu là bài này là câu C đấy các em nha. Đó, câu C nè. Tìm x thuộc số nguyên. Để x thuộc số nguyên đó. Để A lớn hơn 1 phần 2. Vậy thì mình sẽ giải quyết nè. Để A lớn hơn 1 phần 2. A là cái nào? A là cái biểu thức em vừa thu gọn đấy em. Là đây. Đó là 2 phần 3 trừ căn x lớn hơn 1 phần 2. Rồi, cái sai lầm của em này. Đây này, nghe thầy dẫn này. Đây là sai lầm của em khi giải bất công trình. Có rất nhiều em lúc này giống như quy đồng cửa mẫu. Có nhiều em nhìn chéo lên này. Nhìn chéo lên này. Em nhìn chéo lên khi nào em phải xác định được cái mẫu của em giới là dương hay âm. Nha, này, ví dụ này bên này dương dương hết thì ok em làm bình thường giống như lớp 8 những bài tập dễ làm vậy được. Nhưng cái bài mẫu này em sao biết dương âm được? Có trường hợp lớn, có trường hợp bé. Đó, khi em mình nhân chéo lên thì em tư làm sai lầm bài toán này lên. Vậy thì khi gặp bài toán này các em phải làm như vậy nè. Em nghe này nè. Lúc này thì để ý chút xíu nha. Mình chuyển 1 phần 2 qua. Rồi mình xét. Chuyển qua, không, chuyển qua là trừ 1 phần 2. Đó, cái này vẫn là để lớn hơn không? Đúng chưa? Đó, và tiếp tục thầy tương đương này. Thì vẫn quy đồng luôn nhưng mà vẫn phải để mẫu nha. Mẫu là 2 này nhân lại. Là 2 nhân cho 3 trừ căn x. Vẫn lớn hơn không nha các em. Đó thì quy đồng ha. Cộng này, chia này, còn 2 nhân đây là 4, đúng không? Đúng chưa? Cộng này, chia này. Đúng không? Cộng này, chia này chứ. Còn 3 trừ căn x nhân trừ 1 biến thành trừ cho 3 cộng cho căn x. Nhớ phải đổi dấu nha. Thầy không đủ bài thì trình bày qua đây luôn nha các em nha. Tương đương. Nào, này là cái căn x trước này. 4 trừ cho 3 cộng 1 này. Thấy
nhìn lên bảng đi, nhìn lên đây nè, tất cả nhìn lên đây, đừng có ai ghi chép gì hết. Đó, cái sai lầm của các em làm bài toán đó. Chết, các em tiêu ngay từ cái bước này đi. Rồi tới đây các em, nếu em chuyển qua thì các em phải nghe phải phần này, nghiêm quan tư duy ha. Em nhìn vào, nghe đây. Muốn này lớn không khi nào? Muốn lớn không giờ các em phải quan sát tử vào mẫu à. Điều kiện này lớn không đúng không? Lớn không cộng 1, chắc ăn trên là dương rồi. Chắc ăn trên là lớn không à. Lớn không mà cộng 1 là chắc ăn trên là dương rồi. Mà muốn ra lớn hơn không nữa thì chắc ăn cái giá trị bên này phải đặt là giá trị dương. Dương thì mới lớn hơn không được. Đúng không? Dương chia gì mà để ra dương? Chắc ăn thì có giá trị gì đây? Mẫu là phải giá trị gì? Dương. Từ luôn luôn không âm. Đúng không? Luôn luôn lớn không rồi đó. Tại vì lớn không mà cộng 1 thì bé nhất bằng 1, còn từ luôn luôn mang giá trị dương rồi. Vậy muốn lớn hơn không được thì mẫu phải mang giá trị gì? Dương. Mà muốn ra dương khi nào? Ô, rất là đơn giản. Khi mà chỉ khi 2 nhân cho 3 trừ căn x lớn hơn không? Mà số 2 lớn không rồi đúng không? Vậy muốn cái này ra lớn không chỉ cần 3 trừ căn x lớn không? 3 trừ căn x thì sao? Lớn không? Đúng chưa? Đó, vậy thì tương đương. Nè, chú Bình có chút trừ dấu bất thường nhìn từ chiều được không? Tương đương thì lật mặt luôn nha. Nhỏ hơn 3. Tương đương x phải nhỏ hơn 9. Vì x phải thuộc số nguyên và x lớn hơn không. Và lớn không đúng không? Vậy từ đây suy ra x là số nào? Nè, thuộc số nguyên mà phải nhỏ hơn 9 nhưng mà phải lớn hơn không? Chắc là 1 2 3 4 5 6 7 8. Phải điền vô x bằng 1 2 3 4 5 6 7 8. Xong rồi. Các em quan sát đến câu 14 của tỉnh Đắk Nông nha. Đúng lại là một câu cho điện và một câu liên quan đến quy động đây. Căn 8 các em ai hoài được bao nhiêu? 2 căn 2, đúng không? Các em không nhận được như thầy cứ bấm máy tính thoải mái thì sao em? Ô, trừ 2 căn 2. 18, 18 chia 2, 9, 9 là 3 bình, ngoài 3 căn 2. 2 căn 2 trừ 2 căn 2 hết, đáp số bằng 3 căn 2. Ồ, em ha. Còn câu B thì sự nó không cho căn thức các em. Nó cho cái bài này giống bài lớp 8, đúng không? Rồi, em coi thử nhẫn nào. Rồi. Nhưng mà cái bài này đừng, đây là cộng trừ đáng lẽ phải quy đồng, nhưng mà em thấy bình phương trừ 4 là hằng thức. Tách ra cho tôi. Đó, đơn giản được mẫu nè, bằng x cộng 2 nhân x trừ 2 nè. Đúng chưa? Đó, chia x trừ 2, thấy chưa? Không phải quy đồng. X bình phương x có x chung, x ra ngoài, còn x trừ 1. Chia x trừ 1. Wow, hai đó cần mình quy đồng với em. Hai này đơn giản mất. Trên còn x cộng 2. Hai đơn giản mất. Rồi còn x 1x cộng 1x bằng 2x cộng 2. Đây là bước gọt cuối cùng nha các em. Rồi, nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh, like, share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho các em xem nha.